KN Channel. Dưới đáy biển sâu có một nàng tiên cá tên là Kim. Mình sẽ lượm được cái trứng nè. Wow, có cái trứng thiệt là to. Tại sao lại có dưới đáy biển này vậy ta? Hay là mình đi kiếm thử coi còn cái nào nữa không? Ê, có kìa, xí lượm. Lại thêm một cái trứng nữa. Thích quá. Ê, mình lại tìm ra được một quả trứng nữa nè. Lấy về thôi. Phải chở đem về nhờ bé Nam mở ra mới được. Ê, con thủy quái hãy tránh đường cho nàng tiên cá bơi coi. Nàng tiên cá bơi lên bờ để đem quả trứng về cho bé Na. Ngoi lên bờ rồi. Bây giờ mình sẽ đem quả trứng này để về nhờ bé Na mở ra xem thử có món quà gì bất ngờ bên trong nha. Có nhiều đồ chơi bất ngờ lắm đó. Na đã mang về được trên bờ rồi, trên đất liền rồi. Để bây giờ Na xem thử nha. Đầu tiên là quả trứng màu xanh, là đồ chơi cho con trai. Không biết có gì trong này nữa. Cái này là cái muỗng để múc sô-cô-la nè. Mình sẽ mở ra luôn. Quả trứng bị ngâm dưới đáy biển cho nên bị rách cái giấy luôn rồi. Mình sẽ đổ ra nha. Cái gì vậy ta? Đồ chơi cho con trai nên thấy màu xám xám là biết rồi đó. Để xem cái này là cái gì. Một cái vòng đeo tay của Batman người dơi. Nó có thể bắn ra được luôn. Hay quá. Của siêu anh hùng đó. Để bây giờ mình gắn vô nha. Đầu tiên là cái này là cái vòng đeo tay nè. Mình sẽ gắn biểu tượng của Batman vô. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KN Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mới nha. Và còn một cái nữa là cái màu vàng này mình sẽ gắn lên. Được rồi đó. Bây giờ mình sẽ gắn đề can lên nha. Hình biểu tượng của Batman á, có hai cái cánh á. Bây giờ mình sẽ tháo ra để mình gắn lên. Phải gắn cho cẩn thận, nếu không sẽ bị méo đó. Rồi, đẹp quá. Và còn cái này là đạn nè, đạn để bắn đó. Mình sẽ gắn vô cái đeo nãy là mình sẽ bắn được thôi. Bây giờ Na sẽ gắn cái đề can này vô. Xong. Đó. Nè, mình gắn vô là mình bắn được thôi. Rồi bây giờ Na sẽ mở tiếp cái trứng tiếp theo nha. Trứng này là trứng màu hồng. Màu hồng là đồ chơi cho con gái. Không biết là cái gì đây, Na hồi hộp quá. Đây, đồ chơi nằm phía bên này. Này thấy quen quen vậy ta. Các bạn có nhớ cái này Na đã từng mở ra rồi không? Hôm nay Na lại gặp lại nữa, vui quá. Đây là chiếc nhẫn đôi. Nhẫn đôi một hình trái tim á. Để cho một bạn nữ đeo một nửa, bạn nam đeo một nửa. Nè, ráp lại sẽ ra hình trái tim nè. Rất là hay. Bạn nữ phía bên tay trái, bạn nam phía bên tay phải, hai cái đeo vô. Đây. Tình bạn thân thiết. Mỗi người đeo một nửa nha. Rồi bây giờ còn cái trứng cuối cùng. Không biết là cái gì đây. Trứng này là đồ chơi cho con trai. Hồi hộp quá không biết là gì nữa. Ý. Cái gì quen quen vậy ta? Trời ơi. Lại là cái vòng đeo của Batman. Giống cái trứng thứ nhất. Thật là trùng hợp quá. Hồi nào sẽ gắn nhanh vô nha. Để mình lấy ra mình đi chiến đấu.
Bé Na ơi, con tôm và con cá đuối này bữa trước làm chim tàu của Chibi á, hôm nay phải xử lý đi. Phải bắn hai bạn này, cho hai bạn này một bài học mới được. Ok, Na sẽ dùng hai cái đồ bắn này để bắn bắn bạn tôm và bạn cá đuối luôn. Hai bạn này hư quá mà. Bây giờ mình sẽ bắn bạn tôm. Hay quá, chính xác rồi. Yeah. Bắn bạn cá đuối. Ui, ngã luôn. Yeah. Chibi ơi, bé Na đã xử lý hai bạn tôm và hai bạn cá đuối rồi đó. Rồi, bây giờ đây là cái muỗng mình sẽ múc sô-cô-la mình ăn nha. Wow, sô-cô-la màu sữa. Ở giữa là có sô-cô-la màu nâu. Mình sẽ múc lên. Ê, toàn là sữa không à. Phải múc thêm sô-cô-la nữa ăn mới ngon. Mời các bạn ăn. Bây giờ mình sẽ làm cho lật thuyền của hai búp bê luôn. Lật. Cứu tôi với. Ở dưới biển sâu trong lòng đại dương, có một nàng tiên cá đang bơi lội.